Thưa quý vị và các bạn, với sự năng động, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi đất ruộng kém hiệu quả sang các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, mở thêm hướng đi mới thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Phóng sự được thực hiện tại thị trấn Bát Sát. Trước kia bà Hoàng Thị Nhung chưa hề nghĩ tới việc chiếc ao nhỏ này có thể mang lại nguồn thu nhập khá tốt. Bỏ nuôi cá để chuyển sang trồng sen lấy hoa từ tháng 3 năm nay. Chỉ sau 3 tháng, ao sen đã bắt đầu cho thu hoạch. Hoa sen trắng được ưa chuộng trên thị trường, giá trung bình là 10.000 đồng một bông. Có ngày gia đình thu được từ 5 đến 700.000 đồng. Nuôi cá này coi như là tính là cám, hết chả có gì cả. Thì mẹ con đi nghĩ ra đi mua hoa về trồng chứ. Thì có đầu tiên là mình đầu tư thôi. Thì sau này kiểu mình thu mãi, nó có gốc ấy, sau này kiểu là mình không mất gốc. Còn đây là mô hình trồng hoa hồng cắt cành của ông Vũ Văn Vinh tại tổ 11. Hiện ông Vinh chủ động cắt bỏ hoa nhỏ, sẵn sàng đón đợt hoa chính vụ. Lần đầu tiên chuyển từ trồng lúa sang trồng hơn 2.000 gốc hồng, ông Vinh đã học hỏi kinh nghiệm, đảm bảo đúng kỹ thuật và hiệu quả. Bà con trong tổ có 3 hộ nữa tham gia làm mô hình này. Chúng ta được bên làng đầu tư cho cái vốn ban đầu. Tức là cho vay mỗi hộ 100 triệu để làm cái mô hình trồng hoa. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Ủy ban dân cử một loạt là cán bộ, còn hội viên và hội nông dân của thị trấn tham quan học hỏi kinh nghiệm tại xã Cốc San. Để từ đó thì chúng tôi cũng nhờ một đồng chí là chi hội chuyên trồng hoa ở Cốc San nên hướng dẫn kỹ thuật cho các cán bộ hội viên của dân của hội nông dân thị trấn Bát Sát để tiến hành trồng. Thực hiện nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình 38 của huyện ủy Bát Sát về phát triển nông nghiệp hàng hóa, thị trấn Bát Sát tuyên truyền đến người dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị. Cùng với rau an toàn, hiện đã có 0,5 hecta đất nông nghiệp được nông dân chuyển sang trồng các loại hoa. Con số này còn khiêm tốn, nhưng đây là hướng đi giàu tiềm năng. Cái nhà ông Kiều. Ngoài các chương trình hỗ trợ, thì đây chúng tôi tuyên truyền vận động người dân là tự chuyển đổi, và chúng tôi chỉ hướng dẫn về cái khoa kỹ thuật và hướng dẫn về cách mà tiếp thị thị trường, tự thấy rằng là chúng ta chủ động trên mảnh ruộng chính của mình để làm sao tạo ra sản phẩm tốt nhất. Ruộng lầy, ruộng cạn, diện tích nuôi thủy sản kém hiệu quả được tận dụng để cho những mùa hoa thơm trái ngọt. Với sự chủ động của mình, nông dân huyện Bát Sát nói riêng, nông dân Lào Cai nói chung đã giúp đồng đất nở hoa, cải thiện cuộc sống, góp phần vào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.